bạch hồ đại yêu hoàng thở dài một tiếng rồi nói thật sự là nữ sinh hướng ngoại cái này đau lòng từ bản thân nam nhân đến rồi tuy cho các ngươi hai cái cùng một chỗ cũng được đường tam lúc này cười hăng hắc rồi nói vẽ liên hai cái cùng một chỗ đi chúng ta thế như trước là tổ hợp tốt nhất tô đinh tinh anh thi đấu hai người thi đấu quán quân đoàn đội bạch hồ đại yêu hoàng cười nhà một tiếng rồi nói cho một lúc để người biết cái gì là tranh lệch tại trước mặt hoàng xã cũng không đủ lực lượng cũng là hư ảo đi theo ta bạch hổ đại yêu hoàng mang theo đường tàm cùng với mỹ công tử ra thư Phong, leo lên trên thăng lầu hướng về bạch hổ cùng tầng cao hơn đi đến mặc dù không biết là muốn đi địa phương nào thế nhưng đường tàm cái này cũng mới tới kìm càng nhiều quan sát tòa này cùng điện bên trong bạch hổ cùng trang trí chỉ có hai loại màu sắc màu trắng cùng với màu đen nhưng chính là cái này đơn giản hai loại màu sắc lại đường tựa theo khác biệt hoa văn cùng phối hợp mang đến phi thường cao quý chính là cảm giác xa hoa. Phía mặt đất, vách tường cũng là màu trắng cùng màu đen vật liệu đá tạo dụng mà thành, rèn luyện phi thường bóng loáng, càng thêm kỳ dị hơn, chính là những cái kia màu trắng vật liệu đá bên trên cũng đều tản mát nhàn nhạt, nhạt, màu trắng vầng sáng, đồng thời phóng thích ra tinh khiết năng lượng. Rất hiển nhiên, những thứ này chỉ là dùng để trang trí vật liệu đá, bản thân cũng đã là tồn tại phi thường chân quý. Đi lên trên cầu thang, một mực leo lên trên đến đỉnh tầng, Bạch hổ đại yêu hoàng mang theo bọn hắn đi tới hai phiến đi ngược chiều trước cổng chính. Đại môn là toàn thân màu trắng đấy, nhưng phía bên trên nhiều chiếc lại có từng đạo màu đen đường vân tô điểm. Hai cánh cửa đường vân nhìn cực kỳ đẹp mắt. Đây là tầng cao nhất của Bạch hổ cung ta. Ta ở chỗ này bình thường ngay cả nô bọc đều không có Đại đa số thời điểm Bạch khổ cung thậm chí chỉ có tự mình ta ở đây Đây chính là không có tộc nhân đi lại Bạch khổ đại yêu hoàng thản nhiên nói Đúng vậy từ khi tiến vào bạch khổ cung về sau Vô luận là đường tam hay là Mỹ công tử Kỹ thuật đều không có nhìn thấy cái khác tồn tại Giống như là cái này To lớn trong cung điện cũng chỉ có bạch khổ đại yêu hoàng chính mình mà thôi Vì hoàng xà này luôn luôn sống trong tình trạng cô độc như vậy sao Đường Tam đột nhiên có một chút minh bạch vì cái gì mình có thể dễ dàng thuyết phục vị này rồi. Chân chính thuyết phục hắn có lẽ không phải bất tử bất diệt mà là thâm tình đi. Bạch Hổ Đại Yêu Hoàng đi lên phía trước, đẩy ra trước mặt hai cánh cửa lớn. Lập tức thì một lạnh lạnh khí tức từ bên trong chuyển đến. Cái kia bằng lạnh khí tức làm linh hồn của bọn hắn dùng mình một cái. Trong môn thế giới là màu trắng đấy, ở trong này vậy mà không có màu đen tồn tại. Nhưng khi mà Bạch Hổ Đại Yêu Hoàng vừa bước một bước vào đi vào bên trong, thời điểm đó, Đường Tam cùng Mỹ Công tử lại đều phát hiện cảm ứng đã mất đi khí tức của hắn, Đường Tam lập tức liền ý thức được cái gì, tại đây trong môn lại là một cái đơn độc vị diện, cánh cửa này chính là vị diện thông đạo, nguyên lai like không chỉ là Thiên Hồ Đại Yêu Hoàng có địa ngục hoa viêm, Bạch Hổ Đại Yêu Hoàng cũng có bí cảnh của hắn. Vào đi âm thanh của bạch khổ đại yêu hoàng truyền đến đường tam lôi kéo cánh tay của mỹ công tử đi vào trong môn tại bước vào đại môn trong nháy mắt đó bọn hắn cũng cảm giác được toàn thân siết chặt phàng phân có lực lượng như thế nào dẫn dắt bọn hắn cưng sắn đem bọn hắn kéo tốm tiến trong cửa lớn trường tiêm đi tới ở trong chỗ sâu khi thức kỳ dị vần quanh trong chớp mắt lạnh lẽo sắt cơ giống như liền trải rộng cả thế giới đây là thế giới hoàn toàn trắng xóa tại bên trong thế giới màu trắng này cũng không có băng tuyết mà là chung quanh hết thể tất cả cũng là màu trắng đấy dưới đất là màu trắng dãy núi là màu trắng liền ngay cả thực vật cũng là màu trắng như thế đồng đảo màu trắng làm cho cả thế giới cũng có vẻ hơi mất tự nhiên Bạch Hồ Đại Yêu Hoàng ngay tại phía trước cách đó không xa, cười nhạt một tiếng sẽ nói, đây là thế giới của ta, ta là nó đặt tên gọi là bạch vực nhiều khi cũng đã ở trong này đấy ở trong này thai nghén sát khí của ta cái này tiểu vị diện là ta tại bên trong lúc vô tình phát hiện nơi này hết thảy cũng phi thường kỳ lạ vị diện bản thân đặc điểm lớn nhất là củng cố chưa cái đó ra đó là có thể đủ thuần hóa bất luận cái gì năng lực với ta mà nói sát khí là căn bản cho nên ta ngay ở chỗ này không ngừng thuần hóa sát khí của ta mỗi khi sát khí tràn đầy thời điểm đi qua nơi này thuần hóa về sau Sát khí của ta liền sẽ tăng lên cao hơn, thăng đến về sau thành hoàng cũng là bởi vì sát khí thăng hoa, cho nên cái này mặc dù là vị diện của ta, nhưng bản thân lại sẽ không đối với lực lượng của ta có chỗ xa trì, ở trong này chiến đấu là công bằng đấy. Đường Tam yên lặng cảm thụ được bạch vực bên trong khí tức. Quả nhiên khi mà hắn đem tự thân khí tức hướng ra phía ngoài chuyển vận thời điểm đó, vị diện bên trong xấu như có một loại lực lượng kỳ dị sẽ hấp xả lấy hắn phóng thích xa khí tức. Sau đó mấy cái khí tức này loại bỏ về sau, phản hồi về tới, khí tức đã xảy ra một chút biến hóa. liền như bạch khổ đại y hoàng nói như vậy, thần hóa là một cái nơi tốt nếu như một mực đang nơi này tu luyện nhắc tới tình khiết tự thần huyết mạch không thể nghi ngờ sẽ để cho huyết mạch trị lực trở lên trên càng mạnh hơn đây cũng là bạch hổ đại yêu hoàng rất trọng yếu bí mật bây giờ là đối với chính mình và mỹ công tử mở ra bạch hổ đại yêu hoàng nhìn xem đường tam rồi nói chuẩn bị xong thì tới đi đừng để ta thất vọng cho ta xem một chút vệ tâm có hay không người lúc này là ly khai cái thế giới lực lượng. Ở chỗ này của ta người có thể buông tay hành động, liền xem như hoàng giả cũng đừng hỏng đánh với bạch vực vị diện này của ta. Được, đường tam nhẹ nhàng gật đầu, hắn buông lỏng ra nắm chặt tay của Mỹ công tử, hướng Mỹ công tử mỉm cười nói, hay là ta tự mình tới đi, nơi này để cho ta cảm giác rất tốt, ta cũng muốn nhìn xem, mình bây giờ cực hạn ở nơi nào, ta vì người sống chân. Nhìn xem hắn trở lên trên sáng tỏ đôi mắt, mỹ công tử không nói gì thêm chỉ là khẽ gật đầu, cho ăn một cái cố lên ánh mắt sau đó liền thối lui sang bên cạnh. Bạch Hồ đã yêu hoàng mỉm cười, ta còn tưởng rằng ngươi thật sự muốn nhờ bao che tại trong tuần nữa của ta phía sau đấy, còn tính là một nam nhân. Đường Tam cũng cười rồi nói, phép khích tướng đối với ta vô dụng thôi, ta muốn chuẩn bị bắt đầu. Vừa nói, đường Tam hướng về phía trước bước ra một bước nhỏ, chính là chỗ này đơn giản một bước nhỏ sau lưng của hắn, màu vàng kim vòng ánh sáng dĩ nhiên là sáng vòng ánh sáng chính giữa màu ngả sữa hỗn độn chi khí ôm trọn lấy làm ngân hoàng nổi lên trên lập tức ở đằng kia vòng ánh sáng nội bộ hắc bạch song sắc quay quay để cho đường tam khí thức cả người cũng đã xảy ra biến hóa cực lớn có lẽ là nhận lấy hỗn độn chi khí ảnh hưởng bạch vực có chút lắc nhẹ bạch hồ đại yêu hoàng cũng là lấy làm kinh hãi theo bản năng dùng thần thức khống chế bạch vực đưa cho một chút chấn áp cũng chính là ngày lúc này đường tam di chuyển ngân quang cơ hồ là trong nháy mắt đó lấp lóe cả người của hắn liền đã đến trước người của bạch khổ đại yêu hoàng kim sắc giáp trụ cũng cơ hồ là trong nháy mắt liền đã bao trùm toàn thân hai tay tại thân thể hai bên tách xa riêng phần của mình có năm cái to lớn màu vàng kim lợi trào trong nháy mắt đó bắn xa ngang nhiên chụp vào bạch khổ đại yêu hoàng xưa cơm huyết mạch kim mông biến được phát động hừng hực huyết mạch kim mông biến khí tức tăng thêm hỗn độn âm dương làm ngân hoàng gia trì cực hạn lực lượng tăng thêm cực hạn sắc bén lại thêm vào cực hạn âm dương trong khoảng khắc đường tam tinh khí thần liền đá bay vụt đến cực hạn Bên trong hai con ngươi của Bạch Hổ Đại Yêu Hoàng Hào Quang xuất phát, không có trực tiếp đi ngăn cản mà là há miệng phát ra một tiếng hổ gầm, kinh khủng thần thức cơ hồ là trong nháy mắt đó bộc phát, giống như báo tố giống như trong nháy mắt nhào về phía thân thể của Đường Tam, nhưng cũng đúng lúc này, Đường Tam cái kia nhìn như tinh khí thần hợp nhất công kích lại biến mất vô cùng đột ngột xuất hiện lần nữa thời điểm đó đã sau lưng của bạch hổ đại yêu hoàng trong hai tròng mắt vẫn như cũ thần quang trầm tĩnh hiển nhiên là không có nhận một chút tiếng hổ gầm của bạch hổ đại yêu hoàng kia ảnh hưởng cũng đúng lúc đó từ phần bụng của hắn thì không chỉ tham nổi lên trên hướng lên lơ lửng đến nơi ngực một mảnh vầng sáng màu trắng nón bao trùm mà xuống bao phủ thân thể của bạch hổ đại yêu hoàng để cho hắn xoay người ở tốc độ rõ ràng trở lên trên chậm chạp một đôi lợi chảo ngang nhiên rơi xuống trực tiếp rơi về phía sau lưng của bạch hổ đại yêu hoàng nhưng cũng đúng lúc này đường tam giống như là cảm nhận được cái gì cưỡng ép thủ lực thì không chỉ tháp bên trên bạch sắc quang màng bỗng nhiên biến thành màu bạc trong chớp mắt hắn lần nữa hư không biến mất cũng liền khi hắn biến mất trong nháy mắt đó hai đạo sáng cho ánh sáng trắng giống như hai đạo to lớn áp đảo từ hắn lúc trước vị trí lướt qua những nơi đi qua không khí bạo liệt bạch vực ở trong không gian cũng bạo phát ra kịch liệt vận vẹo sóng ánh sáng kinh khủng khí sát khí ngay cả xa xa thân thể của mỹ công tử cũng trở lên trên cứng ngắc đó là một đôi cánh khổng lồ cánh trắng non bắn ra trong nháy mắt mang đến khí thức sắc bén phảng phất giống như là muốn đem toàn bộ thế giới cũng xé rách đường tam nếu như không phải tránh nhanh liền muốn trực diện đánh sâu vào đôi cánh này lúc này hắn đã hiện ra ở trước mặt khác một bên vừa vặn có thể nhìn thấy bên cạnh bạch hồ đại yêu hoàng trên mặt vị này mang theo nụ cười thản nhiên Cùng với lúc đó đường tam liền thấy một đoàn quang mang đang tại bạch hổ đại yêu hoàng chỗ ngực ngừng tụ đó là một cái màu đen quang đoàn nhưng ở màu đen quang đoàn bên ngoài lại là một tầng bạch sắc quang mang nhìn qua giống như là một cái lỗ đèn cỡ nhỏ cực kỳ quỷ dĩ mà khi cái này đoàn ánh sáng mang xuất hiện xung quanh thân thể của bạch hổ đại yêu hoàng không gian đều đang kịch liệt vặn vẹo lên làm cho hắn nhịn cực kỳ là quỷ dĩ trong lòng của đường tam siết chặt bằng long biến hai cánh bắn xa dùng sức đập dùng phía dưới, kéo theo lấy thân thể của mình nhanh chóng triệt thoái phía sau, mà không có lại dùng khổng thức bị biến tiến hành truyền tống. Nhưng cũng ở nơi này trong nháy mắt, toàn bộ giữa thiên địa cũng phảng phất đã bị sát cờ tràn đầy, sát khí vô hình hóa thành có hình, là trong cảm giác thần thức của đường tam, phảng phất toàn bộ không gian cũng biến thành bạch hổ đại yêu hoàng, mà tại sau lưng của mình chính là cái kia quả cầu ánh sáng màu đen, chỉ là đã biến thành bùi cánh của chính mình, không biết phóng đại gấp bao nhiều lần năng lượng ba đồng thật sự cường đại đường tam hít sâu một hơi đây chính là hoàng xả cũng thật sự không hổ là hoàng xả Bạch Hồ đã yêu hoàng đối với hắn không có nương tay, toàn bộ không gian vặn vẹo để cho đường tam lúc này mượn nhờ thì không chỉ tháp nắm trong tay thời gian cùng với không gian, tất cả đều bị phong kín tại trước người, không cách nào lại hướng ra phía ngoài chuyển vận, mà cái kia to lớn sát cờ cũng đã hoàn toàn khóa chặt ở trên người của hắn, giống như là cả thế giới đều muốn đem hắn bao phủ. Đường tam giống như là còn muối đã rơi vào bên trong mạng nhện, thân ở không chúng lại là không thể động đấy Nếu như chỉ là như vậy, vậy ngươi liền thật sự làm cho ta thất vọng rồi âm thanh của bạch hổ đại yêu hoàng vang lên lúc trước tại đường tam đánh lén phía dưới thần chí của hắn thậm chí đều bị lấy ra một tia nhưng lúc đó một cái là bởi vì chuyện đột nhiên xảy ra mặt khác cũng là bởi vì ở bên trong bạch hổ cung nếu như hắn phát lực xuất thủ khí tức rất có thể sẽ tiết sang ngoài chính là cái kia do dựa công phu bị đường tam dính một chút lợi lộc thế nhưng ở chỗ này tại bên trong cái bạch vực này hắn lại có thể không chút kiêng kỵ thi triển thực lực của mình thông thiên triệt địa khả năng triệt để phát huy Đường Tam có một chút chật vật xoay người, đối mặt với cái kia giống như tại trước mặt của mình dần dần mở rộng ra quả cầu ánh sáng màu đen, ánh mắt lại là phi thường yên lặng. Trong chớp mắt, một vòng kỳ dị quầng sáng từ trên người của hắn nở rộ ra, trong nháy mắt bao phủ chiến trường. Bạch Khâu đại yêu hoàng đầu tiên là sửng sốt một chút, ngay sau đó, hắn chỉ cảm thấy một loại cảm giác quái dị đột nhiên xuất hiện, tự thân tràn đầy khí huyết vô biên, đột nhiên ba động một chút, tinh thần cũng xuất hiện trong nháy mắt hoảng hốt cái kia nguyên bản hoàn toàn bao trùm hướng về đường tam quả cầu ánh sáng màu đen bỗng nhiên trở lên trên không ổn định ba động sát na cũng chính là trong chớp nhoáng này công phu phía sau của đường tam hai cánh đột nhiên đập sung bằng long biến thúc đẩy sinh trưởng đến cực hạn như thiểm điện lùi lại quả thực là từ bên trong cái khống chế kia tránh thoát đi xa đây là thiên Hổ cát hùng lưỡng cực lĩnh vực Âm thanh của Bạch Hổ Đại Yêu Hoàng trong tràn đầy vô cùng kinh ngạc. Mặc dù hắn đã biết Đường Tam nắm giữ nhiều loại huyết mạch năng lực, nhưng cũng hoàn toàn không nghĩ tới. Thậm chí ngay cả năm đó Thủy Tinh Đại Yêu Hoàng đều không thể nào phóng chế ra cát hùng lưỡng cực lĩnh vực. Đường Tam vậy mà có thể làm được. Cái này thật sự là rất khó khăn làm cho người ta tin. Phải biết các thùng lưỡng cực lĩnh vực đây chính là năng lượng thiên hồ biến tu luyện tới thần cấp về sau mới có thể có. liền xem như ở bên trong thiên hồ tộc cũng chỉ có những cái kia thiên phú nhất là chắc tuyệt đệ tử mới có thể học được. Mà một mình đường tam dưới tình huống không có huyết mạch thiên hồ tộc, thậm chí ngay cả năng lực này đều dùng đi xa. Đơn giản giống như là bên cạnh có một cái thiên hồ tộc cường đại đang vì hắn làm phụ trợ. Thân hình lùi lại đường tam, trên trán kim quang nở rộ, thần thức uy trong nháy mắt đỏ bạo tăng tại tranh thoát trái buộc đồng thời cũng tránh thoát khóa chặt hắn biết hôm nay không lấy ra trước bản lĩnh thật sự chỉ sợ là ứng đối không được vị bạch hồ đại yêu hoàng này rồi hư không cầm nắm một vệt kim quang từ chỗ mi tâm mãnh liệt bắn ra hoàng kim tam gió kích quang ảnh ngương tụ một đạo to lớn bóng người vàng óng cũng theo đó từ phía sau đường tam đột ngột từ trước mặt đất mọc lên hóa thành hải thần hư ảnh màu vàng kim rực rỡ trong chốc lát khí tức của đường tam tăng vọt cái kia vô hình lực lượng uy hiếp làm cho bạch hổ đại yêu hoàng chỉ cảm thấy trước mặt của mình đối mặt với phảng phất là nhân vật không thể chiến thắng khí tương cũng lập tức vì đó mà trì trệ Hoàng kim tam xoa so kích hướng ra phía trước đầm xa, trăm ngàn đạo kiếm sắc quang mang bắn xa, trên không trung lại kiềm chế thành một, thăng đến bạch hổ đại yêu hoàng đâm tới. Thiên phu sở trí đã từng là một trong thần kỹ của đường Tam, mặc dù hắn bây giờ còn chưa có khôi phục thần vương cấp độ tu vi, nhưng nương tựa theo lấy thần cấp tu vi trở về, hắn vẫn dụng từ bản thân trước kia những thứ này đại năng lực mạnh mẽ đã là điều khiến trò như cánh tay. Bạch khổ đại yêu hoàng ánh mắt lấp lóe, sang cho anh sáng trắng bỗng nhiên xuất hiện, trên không trung giao nhau thành một đạo thập tự, trong nháy mắt đón nhận thiên phù sở chỉ trùng kích, Oanh một tiếng, tiếng oanh minh kịch liệt vang vọng chân trời, màu vàng kim cùng với màu trắng cùng lúc bắn tung tóe, nhưng sự âm nổ mạnh bên trong đã có mấy đạo ánh sáng không biết chuyện gì đã xảy ra, liền từ cái kia giữa ánh sáng trắng liền xông ra ngoài, trong nháy mắt rơi về phía vị trí của Bạch Hổ Đại Yêu Hoàng. Lông mày của Bạch Hổ Đại Yêu Hoàng hơi nhíu, đây chính là cát hùng lưỡng cực lĩnh vực tác dụng, may mắn cùng với vận rủi cùng lúc dẫn dắt ra tạo song phương trên người, bao giờ cũng đều đang ảnh hưởng đến chiến trường. Sát ý phun ra, đem kim quang thuần phệ, phía sau bạch hổ đại yêu hoàng hai cánh bỗng nhiên đập rung kinh thiên sát cửa lần nữa mãnh liệt bắn ra bao phủ toàn bộ chiến trường song phương tu vi cảnh giới chênh lệch to lớn tương đối mà nói các hùng lưỡng cực lĩnh vực đối với bạch hổ đại yêu hoàng ảnh hưởng cũng liền không lớn cho lắm Vì này hoàng xả kinh nghiệm chiến đấu phong phú cỡ nào hắn biết rõ đường tam hiện tại chỗ dựa lớn nhất là cái gì cho nên hắn trực tiếp dùng thất sát lĩnh vực của mình phong kín đối với thời không ảnh hưởng đem tác dụng của thì không chỉ tháp xuống đến thấp nhất ánh sáng trắng mãnh liệt bỗng nhiên từ bên trong hai con người của bạch hổ đại yêu hoàng bắn ra phối hợp với thật sát lĩnh vực cưỡng ép tránh thoát khí tức của hải thần áp bách trong nháy mắt đó lại lần nữa phát khởi công kích kinh khủng ánh sáng trắng trên không trung xen lẫn thành từng đạo vô cùng sắc bén quang nhẫn mang theo không có gì sánh kịp sát cơ thăng đến đường tam bay vụt mà đến đường tam từ không trung rơi xuống mặt đất cước đạp thực địa trong tay hoàng kim tam so kích vần quanh từng vòng từng vòng vầng sáng phiêu nhiều mà xa một màn kỳ sĩ lập tức xuất hiện một cái kia từng đạo ánh sáng màu trắng quang nhận bắn vào quang sáng thời điểm quang nhận kia lại là trong nháy mắt đó tiêu tán cứ như vậy trên không trung biến mất không còn tâm tích ngay cả nửa điểm trùng kích đều không có xuất hiện một màn này ngay cả bạch hổ đại yêu hoàng cũng không nhịn được nhìn chằm mắt há hốc mồm thậm chí cổ hắn khống chế toàn trường thế nhưng nhưng mà không biết mình công kích là như thế nào biến mất mắt thấy cái kia từng đạo quang nhuận bị vầng sáng màu vàng óng thôn phệ trái tim của bạch hổ đại yêu hoàng đột nhiên đã có một tia nguy cơ cảm thụ thân hình trên không trung dừng lại sát thần lĩnh vực bỗng nhiên thu về thân hình trên không trung nở lớn thân thức cường đại hướng thẳng đến phía đường tam đánh tới Ngươi có thể hóa giải năng lực công kích, còn có thể hóa giải thần thức sao? Đường Tam cùng với hành động thực tế của hắn đáp lại. Có thể. Cái kia từng vòng từng vòng vầng sáng màu vàng óng với trương. Bạch Khổ Đại yêu hoàng mạnh mẽ như vậy thần thức chống kích, cũng như cùng với trầu đất xuống biển nhiều biến mất không thấy gì nữa. Ngay sau đó, cái kia kim sắc quần sáng xấu như mọc thêm con mắt, hướng về phía Bạch Khổ Đại yêu hoàng đập tới phía sau bài khổ đại yêu hoàng hai cánh đập sung muốn thoát lý nhưng là hắn chỉ cảm thấy hoa mắt cái kia kim sắc quần sáng vậy mà liền đã trên người của mình rồi cương đại kiềm chế lực lượng trong nháy mắt cò vào hắn là trói buộc thân thể của hắn hiện tại